Đấy, các bạn nhìn thấy đây là chậu chúng ta là có bàn bên tay phải này, chậu kiểu dáng là một hố một bàn. Đây là dòng chậu giá rẻ của Sơn Hà. Đấy, một chiếc hộp chậu này đóng là 5 chiếc. Và đây, khi một chiếc đơn lẻ của nó thì khi các bạn mua là hàng giao cho bạn như thế này. Thì một bộ chậu của nó gồm một chậu và bộ sinh phong thoát nước. Ok, đây Hà sẽ hướng dẫn các bạn lắp bộ sinh phong này vào cái chậu của nó để các bạn thấy nguyên bộ chậu của nó như nào. Các bạn nhìn thấy là chậu này. Các bạn đi đi mua chậu rửa tất cả các loại thì bên ngoài có rất nhiều dạng dạng chậu nhập Trung Quốc giá rẻ. Trung Quốc thì hàng Trung Quốc thì nó không phải bằng inox đâu các bạn, nó là mạ inox. Thì nó nhất là inox mạ, thứ hai là dùng một thời gian sau này nó sẽ bị ố vàng hoặc là xám đen lốm đốm. Đây là chậu Trung Quốc. Và thứ ba là nó rất là mỏng. Các bạn mua hàng kiểm tra chậu thì các bạn ấn vào cái thành hố đây này. Đấy, thì các bạn sẽ thấy độ dày mỏng nó. Đây các bạn nhìn thấy chậu Sơn Hà, chậu chính hãng Sơn Hà ta đây. Các bạn có cũng khá là dày đúng không ạ? Chậu khá là dày. Đấy. Chậu chúng ta được toàn bộ bên ngoài được phủ một lớp sơn chống ồn này, sơn bảo vệ chậu. Dưới cùng là một cao su chống ồn. Và bề mặt chậu được xử lý bằng công nghệ đánh bóng điện hóa cho khả năng sáng bóng vĩnh viễn nha các bạn. Trong quá trình dùng thỉnh thoảng các bạn lau chùi vệ sinh là chậu của bạn luôn sáng bóng, sáng mới như này. Dòng chậu giá rẻ của Sơn Hà được làm từ inox sút SUX 201. Đấy, có độ dày tương đối dày. Và cái chậu này thì có giá bán là giá thấp VAT là 620.000 đồng một chiếc. Tuy nhiên khi các bạn liên hệ đến Sơn Hà các bạn sẽ có giá tốt hơn. Chậu rửa Sơn Hà nhé, cái này là kiểu dáng một hố một bàn. Và cái này là cái chỗ lỗ chờ để vòi lắp vòi này, thì là cái bàn chúng ta là cái này là bàn bên tay phải. Và cũng có kiểu chậu bàn bên tay trái. Nếu mà chậu bàn bên tay trái thì cái này sẽ quay bên trái, và cái lỗ chờ để vòi này sẽ không phải ở đây nữa mà nó thay để trên này. Ok chưa ạ? Rồi. Đấy, đây là bộ sinh phong. Hôm nay Sơn Hà sẽ tháo và lắp chi tiết cho các bạn xem. Một cái bầu sinh phong bằng nhựa này. Đấy, cái nắp và một cái vị trí này thoát sàn. Đấy, có sẵn răng. Ok. Đầu tiên thì các bạn để lắp sinh phong chậu thì các bạn lắp cái lỗ thoát sàn trước. Cái này lỗ thoát tràn này, đây cái vị trí thoát tràn ở đây, và cái đây thiết bị nó chúng ta nới cái ốc này ra. Đấy, các bạn để ý có cái răng cao su này nhá, để nguyên nó và chúng ta nắp vào thôi. Đó, mở ốc vào. Ơi, chúng ta dùng tô vít chiết chặt lại. Ok. Đó, thứ nhất là tôi đã lắp được cái vị trí thoát sàn như này, thoát tràn nhé. Tức là trong quá trình rửa mà khi chậu của chúng ta mà nước đầy tràn lệ tràn thì nó sẽ theo cái lỗ thoát tràn này thoát xuống dưới, đúng không ạ? Rồi. Tiếp tục chúng ta lắp cái bộ chi phong của nó. Đây, cái này là cái ly lông lúc mới thì các bạn bóc nó ra, bóc bỏ đi. Đó, nó là inox rất là sáng bóng này, đẹp này. Bên trong có cái dọ rác đã đổ lỗ xung quanh. Cái lỗ này rất là nhỏ, khi các bạn vo gạo biết thì nó ngăn chặn hết lại ở cái dọ rác này, nó không cho rác xuống chi phong. Ok, thì để lắp cái này thì chúng ta tháo ra. Đó, ở dưới có một cái răng đen này, kệ nó này, phía trên này có một cái răng này, răng trắng này các bạn để nguyên. Và đây ta lắp như này. Đó, rồi.
đằng sau chúng ta vặn cái này vào. Đấy. Các bạn nhớ để cái răng vào nhé, không nếu không có răng là nó sẽ bị dò nước, đổ nước. Rồi, nó vặn vào. Rồi. Rồi, chúng ta đắp được cái bầu vào. Thì các bạn lưu ý khi vặn làm sao cho cái đường thoát từ sàn này nó quay về đây. Đấy, để chúng ta nối kết nối từ đây vào đây. Đúng không ạ? Rồi, bây giờ chúng ta lắp cái dây để thoát sàn này. Nó vặn cái này ra. Đó. Đây là cái dây thoát sàn này. À, thoát sàn chúng ta chỉ cần đút vào thôi. Cứ thế đút thẳng vào thôi ạ. À. Chặt lại. Và đầu này chúng ta cắm vào. Cắm thẳng vào là được. Đó. Đấy là chúng tôi đã lắp xong cái thắt tràn vào dưới cùng cái lỗ này. Có cái này đây. Rất là đơn giản. Như thế đút vào thẳng vào thôi. Và trên chúng ta vặn chặt lại là xong. Như vậy là tôi đã lắp xong. Các bạn nhìn thấy cái chậu này đã được lắp được xong này. Đấy thì cái đầu này là cắm vào cái lỗ ống chờ sẵn ở dưới sàn nhà để thoát nước đi thôi. Đấy cái chậu F79 nguyên một bộ chậu nó như này. Đây là cái nắp của cái thoát nước này, có cái màng ni lông này chúng ta bóc bỏ đi. Dòng mới là chưa có nó ấy này nhưng là tôi bóc bỏ đi, sáng bóng ngay thôi. Ok. Đấy, đây là cái nắp của bồn này. Vâng, chúng ta đã lắp đặt xong chiếc chậu Sơn Hà F79. Đây, nguyên bộ của nó như này nhé các bạn. Nguyên bộ chậu này. Đấy, cái chậu của nó thì rất là chắc chắn, đẹp, chậu rửa chính hãng Sơn Hà, rất là dày dặn. Đấy các bạn nhé, đây này cộng vào. Đấy, nguyên bộ chậu nó như này, đã được lắp đặt nguyên bộ sinh phong. Cái này chúng ta sẽ cắm vào chỗ chờ thoát nước.